Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Minh Kha đây. Trên tay của mình ngày hôm nay là chiếc Redmi K60e. Và chắc chắn rồi, mình sẽ làm video test game với lại em này. Về mặt điểm số AnTuTu thì chúng ta có thể thấy này, điểm GPU cũng rất khủng khiếp, lên tới là hơn 300.000 điểm. Đấy, và với mặt điểm số này thì chúng ta có thể thoải mái test được cái tựa game Genshin Impact rồi. Quan trọng là không biết là nó tối ưu như thế nào, nó có mượt hay không thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải đi vào chi tiết chúng ta mới biết được. Điện thoại hay đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất đến điện thoại hay 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn điện thoại hay đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Điện thoại là một trong những đơn vị đầu tiên mang cái chiếc máy này về tại Việt Nam. Ok, như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Và hiện tại thì mình đang bắt đầu là từ 18:08 này. Pin là 88%. Đấy. Đồ họa thì cứ max setting mà chơi thôi. Nếu như các bạn để ý thì thực chất cái con Redmi K60e này nó là một cái phiên bản mà thay đổi thiết kế một tí xíu của cái con Redmi K50 thôi. Đấy, thay thêm mỗi chip nữa là xong. Chứ còn lại thì các bạn để ý mọi thứ nó đều giống rất là nhiều so với con K50. Camera, pin, sạc, thiết kế thì module camera nó biến tấu một tí, chứ thực ra cũng là camera đặt theo hình tam giác giống y chang, không khác gì, thay đổi một tí thiết kế module camera thôi. Nhưng mà nói chung ấy thì mình thấy làm như thế nó cũng hợp lý các bạn ạ. Độ sáng màn hình của con này thì nói chung là nó cũng bình thường các bạn ạ. Nếu mà xét theo một cái chiếc máy mà ở trong khung giá này thì tạm chấp nhận được, nói chung là ổn, không chê cũng không khen. Bảo 1200 nits nhưng mà thực tế đấy không phải độ sáng toàn màn hình đâu các bạn ạ. Và màn hình của con này thì cái chất lượng hiển thị thì nó cũng giống y chang mà là Redmi K50, giống về mặt thông số lẫn trải nghiệm thực tế. Màu sắc mọi thứ thì đều rất là ok rồi. Nói chung tầm này thì những cái sản phẩm của Xiaomi làm rất là tròn vai. Về trải nghiệm cầm nắm thì tại vì con này nó có một cái form thiết kế nói chung là hơi bo cong nhẹ, cũng giống y chang Redmi K50 như mình đã nói. Đấy, nó không phải là phẳng đâu các bạn nhé. Thì cầm nắm mọi thứ nó đều rất là tốt. À, có một điểm các bạn cần phải lưu ý là nãy giờ là mình đang bật cái chế độ game turbo luôn nhá. Tại vì nếu như mà để balance thì khi mà máy nó đạt tới nhiệt độ là 41 ấy, nó sẽ lock FPS. Còn nếu như mà performance thì nó rơi vào tầm khoảng là trên 47 độ nó mới giảm. Thì nó sẽ có một cái phần đo nhiệt độ chip ở đây, các bạn có thể theo dõi nhé. Loa của em này cũng rất là to các bạn nhé, cực kỳ chất lượng đấy. Nhưng mà nếu so với lại Redmi K50 thì cũng không có khác biệt gì cả. Đấy, mình cũng đã có làm video so sánh về cái chiếc Redmi K50 với lại K60e rồi. Các bạn có thể theo dõi qua kênh Admin Kha nhé. Có thể là so với lại Snapdragon 888 hoặc là 888 Plus nó là một vấn đề gì đó khủng khiếp, rất lớn. Vì rõ ràng hai con chip đó là nó đều cho ra một cái phần nhiệt lượng rất là lớn và nóng rất là nhanh. Đấy, cho nên là rõ ràng muốn nó ổn định rất là khó. Còn so với lại Dimensity 8200 thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ ổn định hơn rất nhiều và nó trở nên là một cái gì đó rất là dễ dàng, không phải là một cái thử thách quá lớn đối với lại con Dimensity 8200, trừ khi là Genshin Impact. Và tí nữa thì mình sẽ test tự game Genshin Impact thôi. 5960 nãy giờ là căng đét các bạn nhé, đã được 10 phút rồi. Đây, lên tới 41 độ 1 rồi này. Mình chỉnh về ba lần cho các bạn xem nha. Ô, có một điều rất là đáng ngạc nhiên, đó chính là lên tới 41 độ rồi thì nó vẫn chưa lock các bạn à. Đây, 41 độ 5 rồi. Thế thì mình vẫn sẽ để ba lần như thế này để xem rằng là đến cái mức nhiệt độ máy nào thì nó sẽ lock các bạn nhé. Vậy là mỗi máy nó sẽ có mỗi cái cơ chế khác nhau. Và với những cái chiếc máy mà nhiệt độ đã như thế này mà vẫn không có bị lock ấy, chứng tỏ một điều là nó cho ra một hiệu suất rất là tốt. Chứ còn những con chip mà kiểu bị lỗi là Xiaomi bóp ngay từ trong trứng cơ, kiểu nói vui là như thế, tức là không cho nó nóng lên luôn. Nhiệt độ phòng đang là 23,7 độ. Mà cũng nói đâu xa, với những con chip mà Snapdragon ấy, điển hình như là Xiaomi 13, 13 Pro ấy, là lên tầm 41 độ là nó đã lock rồi. Trong khi con này lên tới là 41 độ 8 vẫn chưa bị lock. Tức là cái ngưỡng của nó chưa phải là, không phải là 41 độ.
Ấy, Snapdragon là thường là kiểu bị bóp nhiệt độ hơn các bạn nhá. Bây giờ là chơi game ngon là phải chọn Dimensity à. Ngược đời thật sự. Mình đang vẫn cố gắng làm sao đó cho chiếc máy này nó nóng lên. Để xem là với cái chế độ 3 lần như thế này ấy, thì khi nào nó mới lock FPS. 41 độ 9 rồi, không biết là nó có bị lock ở mức 42 hay không. Ok, chỉ mới khoảng là 26 phút thôi các bạn nhé. 26, 27 phút thôi. Máy đo là 41 độ 6 thì bên ngoài nó chỉ tầm khoảng 40 độ thôi. Đấy. Pin là 81%. Ok, và như vậy mình đã vào Genshin Impact rồi các bạn nhé. Ồ, chưa mượt lắm các bạn nha. Đây mình sẽ show cho các bạn xem này. Về phần đồ họa nhé, là mình đã set lên độ phân giải cao này, độ rõ nét cao này, cộng với đó là 60 FPS, mình chỉ can thiệp mỗi thế thôi. Còn lại thì mọi thứ nó đều giữ nguyên cả các bạn nhé, medium, medium, low, medium này. Đấy. Rồi, xem thử có chơi mượt hay không đã. Ô ô. Rồi, và có một điểm nữa mình cần phải làm đó chính là đẩy lên cái hiệu suất performance cao nhất. Chứ còn không thì không ăn thua. Show cho các bạn xem pin là còn 97% nhé. Nói chung là cũng khá là mượt, nhưng mà các bạn cần phải lưu ý rằng là đây không phải là một con chip có hiệu suất đủ mạnh để có thể chơi ổn định được với cái mức độ họa này. Dimensity 8200 thì nó xem xem với lại Snapdragon 888 Plus thôi. Nói chung là tổng thể đánh boss như thế này ban đầu mình thấy cũng mượt phết. Tầm này rõ ràng là hơn Snapdragon 888 là cái chắc. Bạn cứ yên tâm đi, Dimensity năm nay xịn lắm chứ không có đùa được đâu. Đánh mượt phết đấy. Coi này. À, drop xuống quận 7 nha. Đấy, mỗi lần chuyển cảnh thì nó sẽ drop một cái. Tạm biệt. Đấy, vào đánh những cái con boss mà đơn lẻ như thế này thì nó rất là mượt các bạn à. Ngon hơn Snapdragon 888 nhiều, chắc chắn đấy. Đấy, đánh ngoài này cũng khá là mượt này các bạn. Nhiều bạn cứ bảo rằng là thôi cứ gỡ cái game joystick đi. Nhưng mà các bạn phải hiểu là tại sao nó lại có nó và tại sao nó bóp trên những cái con máy ví dụ như Snapdragon 888 hoặc là Snapdragon 801. Vì các bạn là nó đã lỗi từ con chip rồi. Đây là một điều rất là rõ ràng. Nó lỗi từ con chip cho nên là thành ra là Xiaomi mới can thiệp phần mềm vào để mà giới hạn nó chứ. Nhiều bạn cứ nghĩ rằng là xóa nó đi thì sẽ ok. Thì xóa nó đi có thể là chơi mượt nhưng mà chắc chắn là nó không ổn định về lâu về dài được. Sau đó khi mà máy nó đã đạt vượt qua được một cái ngưỡng gọi là an toàn rồi ấy, thì nó sẽ tự động nó bóp lại, sẽ có phần mềm can thiệp vào. Chứ để mà bung hết sức thì chắc chắn là máy nó sẽ có vấn đề ngay. Ảnh hưởng cháy nổ cái thứ này kia rồi là linh kiện bên trong nữa thì ai chịu. Lúc đấy thì Xiaomi chịu chứ ai nữa. Đấy, cho nên là dù các bạn có gỡ joystick đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào mượt được đâu. Lỗi là lỗi từ con chip mà, đâu phải lỗi do phần mềm của Xiaomi bóp đâu. Thì thoảng vẫn sẽ có những hiện tượng drop. Ví dụ như lúc mà chúng ta dịch chuyển này. Đấy, thì nó sẽ drop một tí nhưng mà hoàn toàn điều này là chấp nhận được, rất là bình thường thôi. Drop còn 7 FPS. một pha ulti của cái con rồng đất này. Còn 7 FPS. Rồi, dụ để nó ulti một lần nữa để xem nè. Thế nha, không phải đùa đâu nha. Xong rồi nó cũng ổn định lại khá ok đấy. Xuống 45 này, 44 này. À, sau khi mà máy nó đạt tới là nhiệt độ 47 độ. Đây, trên 47 độ là nó sẽ tự động lock, còn xuống 45. Đây là mình đã bật performance rồi các bạn nhé. Đấy. Thì đây là cũng là cái ngưỡng giới hạn của em này. Lập tức khi mà xuống dưới 47 độ là 46 độ 8 ở đây, nó sẽ lên lại 60 FPS các bạn nhé. Đấy. Máy đo là 46 độ 5 thì bên ngoài nó sẽ tầm khoảng 46 độ các bạn nhé. Đây là cái sự hao hụt khi mà nhiệt nó sẽ truyền ra ngoài như thế.
Đấy, thì có sao mình cũng nói lại hết với các bạn, chả có gì phải giấu giếm mà, và cũng chưa bao giờ phải giấu giếm về những cái vấn đề này. Nó lag thì nó lag, nó drop thì nó drop thôi, điều này là tất yếu rồi. Nói chung tổng thể con này khi mà đánh thì nó cũng khá là mượt đấy, cho nó không có cái drop hay nó lag gì nhiều đâu các bạn à. Chỉ có cái con rồng đất ở chỗ kia là ulti một phát là còn có 7 FPS thôi, chứ còn đánh ngoài trời như thế này thì trông có vẻ nó mượt lắm. 5960 cũng căng mà. Nhưng mà con này có vẻ như là bị giảm độ sáng màn hình xuống rồi. Đấy, cứ 46 độ 5, 46 độ độ tầm khoảng 46 độ 7 như thế này thì vẫn 60 FPS căng đét. Ok. 19 phút 30 giây các bạn nha. Đây, lên 47 độ 3 là lock FPS xuống này. Đấy, các bạn có thể thấy rõ nhé. Nhiệt độ mình sẽ đo thử luôn. Đây, máy đo là 47 độ 4 thì bên ngoài nó sẽ là tầm khoảng 46 độ 7. À, sẽ có cái sự hao hụt như thế. Mặt lưng thì chắc chắn là không nóng rồi. Không nóng quá thôi, tầm khoảng 45. Mặt trước thì nó sát với lại con chip đo hơn. Tổng kết lại thì về từ game PUBG Mobile thì nói chung là cảm giác nó nhẹ nhàng lắm các bạn à. Để chế độ 3 lần như thế mà lên hơn 41 độ nó vẫn không có bị lock. Trong khi là Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro nó sẽ bị lock ở mức nhiệt độ là 41 nếu như chúng ta để chế độ là 3 lần. Đấy, cũng là một điểm hơi bị xịn sò của em BMCD 8200 đấy. Phải như thế nào thì Xiaomi mới không bóp hiệu năng của em chip này so với Snapdragon. Kèm với đó là trải nghiệm tổng thể với PUBG Mobile thì nó quá là mượt mà rồi. Từ đầu đến cuối luôn, không có một hiện tượng drop luôn các bạn nhé. Phải nói thật sự là như thế. Còn đối với Galaxy Buds thì tổng thể nó cũng rất là mượt các bạn nhé. Nói chung là đây không phải là một con chip mà đủ cái hiệu suất để mà có thể chơi được 60 FPS căng đét với tựa game này đâu. Nên là chúng ta phần nào đó cũng có thể chăm trước được. Và tổng thể thì nhìn chung là nó chỉ drop ở một vài cái phần dịch chuyển cảnh thứ này kia thì nó drop. Chứ còn mà vào combat giao tranh thì chỉ có cái chỗ ở con rồng đất là nó drop xuống còn 7 FPS thôi. Còn lại mọi thứ thì nó vẫn phà căng đều các bạn nhé. Và khi mà bật cái chế độ performance lên thì FPS nó sẽ bị lock ở mức nhiệt độ là 47 các bạn nhé. Từ 60 xuống còn 45 FPS. Đã chứng tỏ một điều rằng là ở cái ngưỡng 3 lần ấy thì nó sẽ nằm đâu đó là dưới 47 độ là nó sẽ bị lock. Mình nghĩ là rơi vào tầm khoảng 43, 44 độ gì đó là nó sẽ bị lock. Đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại. Tổng thể thì con chip Dimensity 8200 như thế này là quá là ok rồi, tuyệt vời.